À xin chào mọi người, em lại à, tiếp tục quay cho mọi người cây à, mộc hương ta hoa vàng. Hàng phân khúc 4 tuổi nhá. Nhiều bác vẫn hỏi em là có hàng à, 3 4 5 không thì hôm nay em lại quay cho mọi người hàng phân khúc 3 đến 4 5 đây ạ, 3 đến 4 tuổi đây. Hàng 3 đến 4 tuổi. Hàng này à, cao cây em nhận tạng nó sẽ là cao cây à, 1 m 6 đến 1 m 8 chưa tính bầu nhá. Cây này mà đánh lên thì nhìn nó rất là to. Bây giờ đang ở dưới ruộng nên là mọi người nhìn cảm giác là nó vẫn vẫn chưa phải là to đâu Cao cây là 1m6, 1m8 Nếu mà tính cả bầu ra thì cây nó cao vào khoảng 2m Nếu mà khi đánh lên mà tính cả bầu Tính cả bầu nó vào khoảng 2m đấy ạ thì Cây nó cực kỳ to luôn Khi để dưới đất này để là như mau ra mau rít này thì nhìn sẽ khó nhìn Các bạn nhìn nó cảm giác cây nó không chưa được to Nhưng mà đến khi mà đánh lên thì nhìn nó to dã man luôn Vanh gốc của cây này thì mình sẽ nhận tạng vanh gốc sẽ là 7, 8, 7890 nhá, 7, 8, 9, 10 như cây này vanh của nó vanh chín này. Như cái này vanh của nó vanh chín mình quên mình không mang thước ra. Mình quên mình không mang thước ra. Vanh gốc sẽ là 7, 8, 9, 10 nhá. Chờ lát mình ra kia mình tìm xem là trong cốp xe của mình có thước không. Vanh gốc là 7, 8, 9, 10 này, mình đo này. 20 này. 40 này. 60 này. Thoát 60 phân nhá mọi người nhá, thoát 60 cm ạ. À. Cây này thoát 60 cm này. Nhận tạng nhận tạng bán cho mọi người sẽ là cây thoát thân từ 30, 40, 50, 60 Cây nó sẽ theo tạng thoát thân 30, 40, 50, 60 Và cam kết chuẩn giống là mộc hương ta hoa vàng Hoa nó màu vàng nhạt thế này nhé mọi người nhá Màu vàng nhạt ạ à. Mộc hương ta hoa vàng là hoa màu vàng nhạt nhá Hoa màu vàng nhạt màu lông gà lông vịt Hoa màu vàng nhạt màu lông gà lông vịt con mới lở Đấy, hoa rất là đẹp Chiều cao cây thì nhận tặng mọi người sẽ là 1m6 đến 1m8 nhá Cao cây 1m6 đến 1m8 Cây rất là đẹp luôn Bác nào quan tâm cây này thì qua zalo số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá Không hiểu tại sao luôn điện thoại này nó bị đơ Không hiểu tại sao nó bị đơ luôn ấy Không hiểu bị lỗi gì Thôi Tiếp tục phát like bằng trên tiktok này Em ra em lấy thước em đo cho mọi người nhá Mọi người chờ em nát em lấy thước em đo cho mọi người Cho nhìn cho nó khách quan Chiều cao cây trung bình nó sẽ là cao cây 1m6 đến 1m8 Giờ mới có 16 bóc vào xem nai thôi Đây ạ Cây nhận tặng bán cho mọi người sẽ cây như thế này nhá Cao cây 1m6 đến 1m8 ạ Cao cây 1m6 đến 1m8 Ai quan tâm thì qua Zalo Số điện thoại của em là 0969 162 214 Giúp em nhá 0969 162 214 ạ anh này ạ như cây này là vanh của nó là vanh 11 luôn này Như cây này là vanh 11 này Đấy, như cây này là vanh 11 Em nhận tặng cây này Em nhận tặng cái hàng này sẽ là vanh 7, 8, 9, 10 Nhận tặng đấy là 7, 8, 9, 10 Cao cây nó sẽ là 1m6 đến 1m8 ạ Cao cây 1m6 đến 1m8 Vanh 7, 8, 9, 10 Cây rất là đẹp nhá Hàng thoát thân từ 30, 40, 50 uh, Cây nào mà thoát thân thấp Thì đương nhiên là tán nó sẽ to cái cây nào thoát thân cao thì tán nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu Cây rất là đẹp nha mọi người nhá Giá em bán chỉ có 500k một cây cho đơn từ 50 cây Giá xỉ là 500k một cây nhá Mộc ta hoa vàng ạ Vanh 7, 8, 9, 10 ở cái hàng vanh 7, 8, 9, 10 mà giá xỉ 500k là cực kỳ rẻ luôn đấy ạ Hoa đây ạ, hoa rất là đẹp nhá Cam kết chuẩn giống mộc hương ta Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. À 34 bác đang xem nay like, mỗi bác cho em xin một tim một like với ạ. Mọi người đang xem nay like của em các bác thả tim thả like cho em với ạ. Để em tăng cái lượt tương tác lên. Mọi người thả tim thả like cho em để em tăng lại tương tác lên ạ. Bác nào mà thường xuyên theo dõi like của em mà thường xuyên thả tim thả like cho em khi các bác mua hàng em sẽ uh, sell, sẽ sẽ giảm giá cho các bác nhá, 10% giá trị đơn hàng. Nếu mà các bác nào mà thường xuyên uh, uh, Thả tim thả like cho em Bác nào mà chưa follow em thì cho em xin lượt follow nhá Ngoài Mộc Hương ra nhà em còn hoa hồng các thể loại nữa cơ Bên này là vườn hồng nhà em luôn này Bên kia bên này là vườn hồng nhà em luôn Nát em sẽ quay ra em, em phát hoa hồng cho mọi người nhá Ngoài Mộc Hương ra nhà em còn hoa hồng mẫu đơn các thể loại nữa cơ Nhài nhật nhài ba lá Nát em sẽ quay xong Mộc Hương em sẽ ra quay các sản phẩm còn lại của nhà em cho mọi người xem Biết đâu có sản phẩm, có thể mọi người không thích màu hương nhưng có mọi người lại cần hoa hồng hoặc cần một sản phẩm nào đấy. Thì sao đúng không? Hàng này em nhận tặng nhá, hàng này cao cây 1 m 6 đến 1 m 8 chưa tính bầu. Nếu mà cả bầu, nếu mà đánh lên nhá, nếu mà cây này mà đánh lên mà cả bầu thì nó phải rơi vào khoảng 2 m luôn, 2 m có cây hơn 2 m. Nhưng nhận tặng thì sẽ là cao cây 1 m 6 đến 1 m 8 em chưa tính bầu. Banh gốc đây ạ. Cây này vành 9,5 này. Cái này vanh 9,5 này Đấy Vanh gốc em sẽ nhận tặng là vanh 9,10 nha mọi người nhá Vanh 9,10 Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ Giá 500k một cây Giá sỉ là 500k một cây nhá Ai mua hàng thì qua Zalo giúp em Giá sỉ công khai là 500k một cây Cao cây nó sẽ là rơi vào khoảng 1 đến 1 8 Đánh lên thì nó sẽ cao cao và to hơn nhá Hoa đây ạ Hàng này là hàng nhà em vừa xén tán rồi Hoa đây cây ở xuân quan văn giang hương yên nhé mọi người nhá xuân quan văn giang hương yên cây đây, hoa đây nhá hoa rất là đẹp luôn tông màu vàng nhạt nhá màu vàng màu vàng nhạt này màu vàng nhạt màu vàng lông gà lông vịt con mới lỏ nhá cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa rất là thơm ờ, hoa nó sẽ mộc hương ta thì nhiều bác chưa biết đến cây mộc này nhiều người chưa chơi thì các bác sẽ thắc mắc là cây mộc thì ra hoa khi nào trồng bao lâu thì ra hoa thì cây mộc nó là loại hoa mà nó ra hoa từ tháng từ tháng 9 âm lịch cho từ từ tháng 9 âm lịch đến hết tháng 3 âm lịch. Tức là cái thời tiết mát nó sẽ ra hoa nhá. Và và có khu vực nào thì trồng được mộc hương. Các bạn là tất cả các bạn ở khu vực miền Bắc đều trồng được mộc hương này, tất cả các bạn ở khu vực miền Trung đều trồng được mộc hương này. Và tất cả các bạn ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Lông, Đà Lạt, Lâm Đồng là các bạn trồng được mộc hương nhá. Chỉ có các bạn những các bạn ở miền Nam như Sài Gòn, Sài Gòn, Bình Dương rồi là Cà Mau các thứ đấy các những khu vực đấy nó nắng nóng quanh năm thì là không trồng được thôi. Trồng thì trồng được nhưng nó không ra được hoa. Đấy ạ. Hoa nhá, hoa mộc hương ta hoa vàng, hoa màu vàng nhạt nhá. Giá em bán uh, giá em bán sỉ là giá 500k là giá bán sỉ cho đơn từ 30 40 50 cây. 20 30 40 50 cây là giá 500 uh, 500k. Còn nếu bác nào mà mua từ 10 cây thì giá sẽ là 550k nhá. Bác nào mà lấy từ 10 cây giá là sẽ là 550k. Hàng này tạm thời em nhận đơn uh, nhận đơn sỉ và chưa nhận đơn nẻ nhá. Giá 500k cho đơn từ 30 cây nhá, 500k. 500k một cây cho đơn từ đơn cho đơn mua sỉ từ cho đơn mua sỉ từ 50 cây. Còn bác nào mà mua lẻ thì tạm thời em vẫn chưa chưa nhận đơn lẻ của cái hàng này đã. Cảm ơn bạn Hà Trang SB đã chia sẻ video like ạ. Các bác xem lại các bác xem like các bác thả tim thả like cho em đi ạ. Các bác xem like các bác thả tim thả like cho em. Bình thường mà em phát like mà có cái anh Kim Kim Trọng 66 ấy là anh ấy hay thả tim thả like lắm. Bác nào mà tích cực thả tim thả like cho em thì uh, sau này mua hàng em sẽ giảm giá nhá bác nào mà tích cực thả tim thả like cho em sau này sẽ gọi là một khách hàng còn thân thiết ấy thực sự liệt vào danh sách khách hàng thân thiết có bán lẻ nhá hàng này nếu mà bán lẻ thì sẽ là 800 k một cây hàng này nếu mà bán lẻ thì giá sẽ là 800 k một cây nhá hoa đây này hoa một hương ta hoa vàng này một hương ta hoa vàng vanh của nó sẽ là vanh 8 vanh 7, 8, 9, 10 một hương ta hoa vàng nhá vanh 7, 8, 9, 10 nhá em đo này Cái này vanh 9.5 này. Vanh con này 9.5 này. Nhận tạo mọi người cây sẽ là vanh 7 8 9 10. Vanh 7 8 9 10. Bán sỉ uh, từ 30 40 50 cây. Mua sỉ sẽ là 500k một cây còn bạn nào mua lẻ 800k một cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 thôi em nhá. Tạm thời em nhận đơn sỉ trước Lô là em có 300 cây. Tạm thời em nhận đơn sỉ trước ạ. Cây này rất là đẹp này cây nào mà cây nào mà cây nào mà mà thoát thân thấp thì nó đương nhiên là gốc nó sẽ to và tán nó sẽ to như này còn cây nào mà thoát thân cao thì uh, tán nó sẽ nhỏ đi một chút xíu như này rất là đẹp này 800 k là giá bán tại vườn nhá chưa có ship nhá nhà mình bán là báo giá tại vườn chưa uh, chưa có ship mọi người ơi giá bán tại vườn chưa có ship các bạn mua lẻ một cây đương nhiên là phải chọn cho các bạn cây to rồi còn các bạn ấy mua mua sỉ thì đương nhiên là cây nó sẽ lẫn lộn nó sẽ theo bán theo tặng thì sẽ có cây to cây bé cây xấu cây đẹp còn đã mua một cây thì đương nhiên là cây to rồi nên là các bạn không tị giá Mới cả các bạn mua sỉ nhá. Bởi vì mua sỉ người ta về người ta phải bán nữa. Cây này vanh 11 này. Cây này là vanh 11 này. 20 này. 40 này. Cây này vanh 11 thoát thân 40 phân này. Tán cực kỳ to luôn. Cây này tương đương nếu cây này mà để mà, mà để mà xé ra bán lẻ thì có khi bán được 1 2 triệu luôn đấy. Cây này nếu mà riêng cây này nếu mà xé ra bán lẻ có khi bán được 1 2 triệu này. Tán rất là to dày Nó to gần bằng cái hàng 2 triệu ở nhà của em rồi Cái tiếp theo này Hàng này em bán đồng giá nhá Hàng này em bán đồng giá là Hàng này em bán đồng giá là 500k một cây cho đơn từ 50 cây Các bác nào mua từ 50 cây, 30 cây Cũng có thể ưu tiên cho các bác giá là 500k nhá Là 500k Ai mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 Cây nó rất là to, rất là đẹp Cây rất là to, rất là đẹp như cây này cũng to này Cây rất là to đẹp nhá Có 500k một cây thôi, giá rất là bình dân Em còn tổng cộng là 250 cây cho các bác chọn lựa Em còn khoảng 250 cây 250 cây nhá Cây rất là to đẹp luôn à, D123 Hoàn kỷ niệm anh cây Ok Đọc địa chỉ để kỷ niệm cây luôn Đây ạ Ờ. Uh, cây kiển gì vậy em? Cây này anh Ngọc đốt ơi, cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng ạ. Đây là đây là nhiều bạn sẽ thắc mắc là cây này là cây lấy gỗ hay là lấy hương hay lấy hoa hay là để làm gì? Thì cây này nó là thuộc dòng hoa cây cảnh dùng để chơi hương nhá. Cây này hoa nó rất là thơm. Uh, dân miền Bắc bọn em rất là yêu ưa thích cây này, ưa chuộng cái này nhất là các bạn ở khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Là các bác ấy rất là thích luôn. Bắc Linh, Bắc Giang hà nội đấy như khu vực trồng nhiều mộc còn mộc hương này thì các bạn ở khu vực miền trung gần như là nhiều bạn còn chưa biết cây mộc hương là cây gì nhá nhiều bác ở khu vực miền trung các bác chưa biết cây mộc hương là cây gì Vậy thì bác nào mà đang ở khu vực miền trung hoặc là các bác đang ở khu vực tây nguyên mà các bác um, đang xem live của em các bác biết đến cây mộc hương rồi thì các bác mua cái cây này thì ủng hộ em để về quảng bá hình ảnh cây mộc hương vào khu vực miền trong đấy tại vì các khu vực miền trong như miền trung như đà Lẵng huế quảng bình quảng trị ở Quảng Trị là là các bác chưa có cây này luôn ạ là các bác chưa có cây này mới mua 5 cây về sân là thơm rồi ca ca đúng rồi cây mộc hương này nó rất là thơm luôn cây là mộc hương nó siêu thơm luôn nhá nên là những bác nào mà ở khu vực miền Trung các bác chưa biết đến cây mộc hương bởi vì bởi vì miền mộc hương là chủ yếu bọn em bán miền Bắc này mấy năm mấy năm mấy năm đều bán ở khu vực ví dụ các bác ở khu vực Vĩnh Phúc Phú Thọ mà Nam Định mới cả Thái Bình cái thứ là các bác ấy mua thôi chứ các bác nhiều bác ở khu vực ví dụ như miền Trung như là Nghệ An, Thanh Hóa này các bạn cũng muốn đắc đắc mua rồi Nghệ An rồi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Huế mua cực kỳ ít luôn. Gần như trong đấy các bạn ấy còn chưa biết đến cây mộc hương. Đây là các bạn bác nào bạn nào đang xem nay của mình ấy, các bạn mua thử đi. Mua thử đi chắc chắc chắn là sẽ làm các bạn hài lòng luôn. Hương thơm của mộc hương tại sao mộc hương nó có rất nhiều loại hoa nó cũng có hương thơm mà mộc hương là nhìn cây nó rất là bình dị mộc mạc này thôi nó không có gì nó nó vẻ đẹp của nó rất là bình dị mộc mạc đúng như cái 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 tên gọi của nó là mộc ấy mọi người nhìn nó không có gì đặc sắc đây khi mà quay lên này nó không có gì ấn tượng gì để cho mọi người nổi bật vì nó hoa của nó không to nó không xòe cánh nó không như các loại hoa khác nhưng tại sao mà lại được ưa chuộng như thế nó được ưa chuộng là bởi vì cái hương thơm của nó hương thơm của nó có chiều sâu nhá nó khác hẳn những loại hoa khác có rất nhiều hoa nó cũng thơm có rất nhiều hoa nó cũng thơm nhưng mà tại sao mà người ta lại yêu thích mộc hương hơn hơn hẳn bởi vì thứ nhất là hương thơm của mộc hương là hương thơm nó có chiều sâu Nó có chiều rất là có chiều sâu luôn Càng ngửi nó cảm giác Khi mà mình ngửi cái hương thơm của mộc hương ấy Hương thơm của nó là có mùi ngọt dịu dàng Hương thơm ngọt dịu dàng và độ tỏa hương của nó rất là cao Khi mà mình ngửi một mùi hương của mộc hương ấy Cảm giác rất là hoài cổ và hoài niệm Thế nên là người ta rất là thích cái hương hoa mộc hương là bởi vì thế Mộc hương, cái hương thơm gọi là hương thơm mộc mạc giản dị đúng như cái tên gọi của nó Hương thơm mộc mạc giản dị đúng như tên gọi nhá Hàng này thì em hàng này là hàng 3 đến 4 tuổi Vanh của nó là vanh 7, 8, 9, 10 Cao cây 1m6 đến 1m8 Em đang bán sỉ giá công khai là 500k một cây Em đang bán sỉ giá 500k một cây <laughs> Anh anh Hiếu Gôn anh ấy Anh ấy bảo em là giải thích ít thôi Bởi vì em nói nhiều quá khổ quá Không có đủ độ kiên nhẫn à, Cây này em đang bán sỉ giá là 500k một cây nhá à, Thoát thân em nhận tặng Thoát thân là sẽ là thoát thân 40, 50, 60 Em đó thoát thân này 20 này 40, 60, 70 Vanh của nó sẽ là 7, 8, 9, 10 nhá Vanh của nó sẽ là 7, 8, 9, 10 Đi lời khác thì vẫn thoang thoảng mùi thơm đúng rồi Hương thơm của mộc hương nó khác hẳn các hương thơm khác nào Ví dụ như nhài ba lá nhá Nhài, nhài ba lá nó không phải là em nói xấu nhài ba lá đâu Nhà em cũng bán nhài ba lá Em bán cả nhài ba lá, bán cả nhài nhà nhật Nhài ba lá thì nó, ví dụ như để so sánh hương thơm của mộc hương với hương thơm của nhài ba lá nhá Thì hương thơm của nhài ba lá thì là Nó không có độ tỏa hương cao như của mộc Nhà ba lá là khi các bạn muốn ngửi hương ấy các bạn phải dí, dí cái dí cái 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 bông hoa vào mũi thì mình mới ngửi thứ hương thơm của nó nhưng mà nhà nhưng mà mộc hương thì khác hương thơm của nó có chiều sâu và độ tỏa hương của nó rất là cao nhá hương thơm của nó có chiều sâu và độ tỏa hương rất là cao khi mà mình mình mà mình mình, mình, mình mình ngửi cái hương thơm này mình đứng cách xa đứng trồng cây mộc hương ở đầu nhà bạn đứng ở cuối nhà các bạn vẫn có thể ngửi thấy hương thơm của nó bởi vì độ tỏa hương của nó rất là cao luôn vườn mình chỗ nào À mình ở Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên nhá. Mình ở Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên. Kiểu nó gợi nhớ đúng rồi đấy ạ. Em đang bán sỉ, em đang bán sỉ cho các bạn mua từ 20 đến 30 cây là giá là 500k một cây. Em đang bán sỉ giá là 500k một cây. Còn bác nào mua lẻ thì giá sẽ là 800k nhá. Mua lẻ giá 800k. Bác nào mà mua 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 lẻ mà các bác mua 3 cây đi, bác mua 3 cây em lấy giá 700k nhá. Đương nhiên là các khách lẻ thì đương nhiên nếu mà bạn nào mà mua lẻ thì là sẽ phải chọn cho bạn ấy cây to rồi. Thanh Hóa có ship 3 cây nhá. Thanh Hóa có ship 3 cây nhá. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. 0969 162 214 ạ. Vành của nó sẽ là vanh 789 nhá, 789 10 nhá. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, À, vườn em tại Xuân Quan Văn Giang Hưng Yên Bác nào ở gần khu vực này mà muốn qua thăm cây thì các bác có thể qua thoải mái nhá Các bác muốn qua thăm cây các bác qua xem thoải mái luôn ạ Em bán hàng thì cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng Nếu bác nào đã theo dõi livestream của em Theo dõi em từ những ngày đầu các bác biết đấy, em bán hàng rất là uy tín luôn Cam kết chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng nhỉ Hoa đây ạ Hoa là rất là thơm luôn rất là thơm mộc hương ta hoa vàng nhá nhiều bạn nhiều bác rất là hiểu lầm là các bác ấy nghi hiểu ấy nhiều ba ba cây giá sao ba cây là 700 k một cây ạ nhiều bác bác ấy có một cái hiểu lầm hơi bị tai hại là như này này các bác ấy nghĩ là mộc hương ta hoa vàng thì bông hoa nó sẽ màu vàng ửng lên thì nó mới là hàng chuẩn từ hôm vừa rồi có mấy bác đến nhà em bác ấy nhìn thì bông hoa mộc này, này bác ấy bảo là bác ấy bảo là ô tưởng nó phải mộc ta nó nó phải là vàng ửng lên nhưng không phải là vàng mộc ta nó nó là màu vàng ửng ạ Màu nó vàng nó nhẹ nhàng như kiểu màu lông gà lông vịt con mới chớm nở như này nhá. Còn nếu mà mộc màu vàng màu vàng ửng lên thì nó lại là mộc tàu, cái hàng đấy thì nó lại, lại thơm ít. Còn hàng này hàng chuẩn mộc ta là hoa nó màu vàng hanh hanh vàng nhá. Màu vàng lông gà lông vịt con mới nở. Và khi hoa nó tàn thì nó đã chuyển thành màu trắng nhẹ nhá. Hoa nó tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng nhẹ. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Hàng này em bán giá sỉ, hàng này em bán giá sỉ là 500k một cây. Giá sỉ là 500k một cây. Bác nào mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhé. Cây rất là đẹp này. Hoa Hoa thơm luôn này Tán đẹp luôn Tán rất là sum Vanh gốc của nó sẽ là vanh 789 10 Vanh gốc của nó sẽ là vanh 789 10 nhá Bác nào mua hàng bác nào quan tâm Thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162214 ạ Chiều cao cây nhận tạo mọi người rất là cao cây 1m6 đến 1m8 Thiếu cao quay nhận tạo mọi người rất là cao quay 1m6 đến 1m8 ạ Giá em bán sỉ cho đơn từ 30 cây đến 50 cây là giá 500k một cây nhá Giá bán sỉ rất là 500k một cây Còn bác nào mua lẻ sẽ là 800k Mua 1 cây sẽ là 800k Còn bác nào mua tầm 3 cây Mua 3 cây thì giá rất thì là 700k Giá sỉ là 500k nhá mọi người nhá Ai quan tâm thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em Ai quan tâm thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ Có ship không? Em ship toàn quốc nha mọi người nhá Em ship hàng toàn quốc luôn 56 bác đang xem like Mỗi bác cho em xin một tim một like với mọi người ơi Mỗi bác cho em xin một tim một like với ạ 56 bác đang xem like Mỗi bác cho em xin một tim một like Các bác thả tim thả like cho em với Mỗi bác cho em xin một tim một like Các bác ủng hộ em bằng cách thả tim thả like cho em này Em quay cho mọi người bông hoa này Bông hoa này Đấy 4 cây, 4 cây cũng 700k nhá Mua 4 cây 700k nhá Ai mua hàng thì qua Zalo Số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá Ai mua hàng thì qua Zalo Số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em Chiều cao cây sẽ là 1m6 đến 1m8 khi đánh lên đây là chiều cao của cây okay, ở dưới mặt đất nhá còn khi đánh lên nó sẽ cao hơn nó sẽ cao hơn nhá khi mọi người đánh khi đánh lên bờ nó sẽ cao hơn và anh em nhận tạo mọi người sẽ là vanh bảy ai mua hàng thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 chín sáu chín em nhá ai mua hàng thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 chín sáu huy hùng 4 cây nhân 600 k nhé ok anh huy hùng nếu mà anh mua hàng anh qua zalo giúp em nhá nếu mà anh mua hàng thì anh qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Chiều nay này em đánh 50 cây. À, vừa này em còn vừa này em còn tổng cộng là 250 cây tất cả. Vừa này em còn tổng cộng là 250 cây tất cả nhá. Chiều nay em sẽ đánh 50 cây trước. Bác nào mua hàng thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá. Bác nào mua hàng thì qua Zalo giúp em. Cây đẹp luôn đấy ạ <laughs> Thoát thân nó sẽ là 30, 40, 50 Thoát thân nó sẽ là 30, 40, 50 Có cây thoát thân 20 này Chiều nay là có mấy cây là xịt sơn là Khách là khách đánh dấu này Có cây là thoát thân thấp, những cây mà thoát thân thấp như này Những cây thoát thân thấp như này thì nó lại gốc nó lại to Và tán nó lại to nhá Cam kết chuẩn giống mộc hương ta nhá Mộc hương ta nhá mọi người nhá, hoa đây ạ Mộc hương ta hoa vàng, hoa màu vàng Hanh hanh nhẹ như này ạ mộc hương ta hoa vàng hoa màu vàng nhẹ hanh hanh nhẹ như này nhé mọi người nhé khi mới nở thì hoa nó sẽ màu vàng nhẹ như này và khi hoa nó tàn nó sẽ chuyển thành màu trắng khi mới khi mới nở thì hoa màu vàng nhẹ và khi hoa nó tàn nó chuyển thành màu trắng cam kết chuẩn giống mộc hương ta nhé mọi người nhé ai mua hàng thì qua zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. đó là mua hàng thì qua zalo số đấy của em Em xin phép em tắt livestream em bây giờ em ra bác nào mà, bác nào ở đây có bác nào quan tâm đến hàng mộc hương hàng một tuổi không để em ra em ra vườn cây hàng một tuổi để em quay cho mọi người tiếp tục cái hàng một tuổi nhở ở đây có bác nào quan tâm đến hàng một tuổi để em ra vườn em quay hàng một tuổi cho mọi người nhá bác nào đam mê hàng một tuổi bây giờ em ra em quay tiếp hàng một tuổi cho mọi người nhá Cảm ơn tất cả các bác đã xem like của em nhá Em xin phép em Hàng này em bán xỉ giá là 500k một cây mọi người ơi Bán xỉ giá là 500k một cây ạ Cao cây 1m6 đến 1m8 Banh 7, 8, 9, 10 Banh 7, 8, 9, 10 nhận tạng như thế ạ Cây rất là to và đẹp luôn Cây to và đẹp nhá Hàng này là hàng mộc hương nhá những bác nào mà uh, hàng mộc hương này em mới uh, 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 em mới bán nhiều cho khu các bác ở khu vực vĩnh phúc mới cả phú thọ mới cả bắc ninh bắc giang thôi còn những bác ở khu vực như sơn la rồi là lai châu điện biên các bác ở những khu vực đấy các bác vẫn chưa trồng nhá bác nào ở khu vực đấy thì các bác mua hàng ủng hộ em này hoặc các bác ở những khu vực như miền trung như là đà nẵng nghệ an quảng bình quảng trị là các bác vẫn chưa trồng nhiều mộc vẫn chưa biết đến cây mộc ấy thì bác nào ở trong khu vực đấy mà các bác đi lạc vào cái phòng nai này, này của em thì các bác uh, 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 mua ủng hộ em một hai cây để gọi là quảng cáo sản phẩm quảng cáo sản phẩm ở trong khu vực miền trong, trong miền trong các bác gần như chưa biết mấy đâu ạ. bán lẻ không chị? có bán lẻ nhé bạn nhé, có bán lẻ ạ. ai mua hàng thì qua zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá, 0969 162 214 ạ. Em xin phép em tắt livestream nhá. Cảm ơn các bác đã xem live của em. Ờ uh, bây giờ em tắt nay hẹn mọi người 10 phút nữa nhá. Mọi người nhớ là vào vào xem live khoảng 10 phút nữa mọi người vào xem live nhá. Khoảng 5 đến 10 phút nữa mọi người nhớ vào xem live của em tiếp tục nhá. Để em uh, 5 phút nữa em đi ra vườn uh, hàng 1 tuổi. Em còn một vườn uh, vườn cây giống. Vườn giống mộc hương hàng 1 tuổi phân khúc ít tiền cho những bác mà bình dân nhá hoặc các bác mua về làm kinh tế các bác trồng số lượng lớn nhá. Em còn một vườn một tuổi nhá Lát lát nữa em sẽ quay cho mọi người vườn một tuổi Mọi người uh, Em bây giờ em tắt like cho mọi người uh, Ngồi chờ em một lát nhá Khoảng 5 đến 10 phút nữa em ra đến vườn một tuổi nhá 5 đến 10 phút nữa thôi Bác nào có niềm đam mê với cây cây mộc hương này Cây một tuổi Chờ em một lát em ra em phát like Cái hàng đấy cho mọi người xem nhá Cảm ơn tất cả các bác Cảm ơn ba mẹ bác đang đã kiên trì ở lại xem like của em Cảm ơn mọi người nhá